rồi các cô gái ơi. Rowell thật xinh đẹp và tràn đầy năng lượng, còn Barbie thì vẫn đang ngáy ngủ các bạn ơi. Một lá thư vừa được gửi tới. Ồ, thì ra là vé mời tham dự dạ hội. Thật tuyệt. Rowell đang chuẩn bị đồ thể thao và chăm chỉ tập luyện để có một cơ thể dẻo dai săn chắc. Nào, hãy đứng lên, khởi động và cùng Rowell tập luyện nhé các bạn ơi. Thành phần chính trong thực đơn của Rowell là rau xanh và nước trái cây. Khi đó, Barbie chỉ thích nằm, ăn và ăn thật nhiều. Barbie bị hấp dẫn bởi những chiếc hamburger, bánh ngọt, pizza và những đồ ăn vặt. Cho nên, các bạn đừng ngạc nhiên khi cơ thể Barbie cũng phát triển to lớn hơn hẳn so với Rowell nhé. Các cô gái đã sẵn sàng tới dạ hội chưa nào? Wow, tủ đồ của Rowell thật nhiều váy áo đẹp. Rowell trông thật cá tính trong chiếc váy tím và dịu dàng nữ tính trong chiếc váy đỏ. Công chúa xếp lớp sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho Rowell trong buổi dạ hội nhé. Còn Barbie thì sao nhỉ? Ôi không, những bộ đồ mặc nhà không hợp chút nào cả. Nhưng Barbie ơi, đừng buồn nhé, đã có Rowell ở đây rồi. Chiếc đầm thắt eo cao, đính nơn sẽ giúp Barbie trở nên thon gọn và xinh đẹp hơn. Hoặc yêu kiều, thướt tha như một nàng công chúa trong chiếc váy xòe duyên dáng. Áo tay lửng kết hợp chân váy xòe cũng rất tuyệt nhé Barbie ơi. Với mỗi kiểu váy, Barbie có thể lựa chọn nhiều kiểu tóc từ mái ngang, uốn xoăn hoặc làm vòng đều rất đẹp nhé. Váy đầu tiên sẽ có màu xanh lá nhẹ nhàng, tươi mát. Chiếc váy thứ hai sẽ là màu hồng dịu dàng, ngọt ngào. Còn chiếc váy thứ ba sẽ thật nồng nàn, ấm áp trong sắc vàng rực rỡ. Chiếc váy sẽ càng trở nên nổi bật khi được đính thêm nhũ và hàng lấp lánh đấy. Trước mắt Barbie là những bộ váy tuyệt đẹp. Nhưng Barbie ơi, hãy thử lần lượt từng chiếc váy nhé. Xỏ thử lần lượt từng đôi giày kết hợp với những mái tóc hiện đại, trẻ trung và nữ tính trước khi đưa ra sự lựa chọn cuối cùng nhé. Các bạn hãy tới và chọn cùng Barbie nào.
hội đang chờ đón hai cô gái xinh đẹp. Hãy đến và chơi thật vui nhé, trò queo Barbie. Để có một cơ thể khỏe mạnh và xinh đẹp, hãy thay đổi chế độ sinh hoạt hàng ngày, tăng cường vận động thể chất và bổ sung nhiều rau xanh trong bữa ăn các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với đám cưới của Barbie và Ken. Barbie xinh quá phải không nè? Ken cũng thật điển trai nữa. Và bây giờ thì chúng ta cùng chọn váy cho cô dâu Barbie nhé. Một chiếc váy dạo phố hay sao? Không phải chứ. Ồ, một chiếc váy dạ hội lấp lánh. Ôi không, hãy thiết kế chiếc váy cưới đẹp nhất cho cô dâu Barbie các bạn nhé. Váy dài xếp ly dáng công chúa thật tinh khôi. Đính thêm ít nhũ bạc và thật nhiều lấp lánh lên phần thân váy nữa các bạn nhé. Cô dâu sẽ là người xinh đẹp nhất trong đám cưới phải không nào? Nhưng Barbie có hợp với mái tóc xoăn hay tóc uốn thập niên 70 không nhỉ? Chúng ta sẽ chọn cho Barbie mái tóc dài, suông mượt, cài thêm hoa nữa nhé. Đã đến lúc chọn giày cho cô dâu rồi. Giày thể thao hay giày búp bê nhỉ? Ôi không, đó phải là một đôi giày cao gót bạc lấp lánh. Chúng ta hãy tư vấn trang sức cho Barbie nào. Bộ này nhé, đẹp quá các bạn ơi. Khăn voan trùm đầu cũng phải lấp lánh như bộ váy chứ nhỉ. Giờ thì tới phòng trang điểm thôi nào. Đánh chút phấn mắt, phấn má, tô thêm chút son và cả nước hoa cho Barbie nhé. Cô dâu Barbie thật hoàn hảo phải không nào? Chú rể Ken thì sẽ mặc một bộ vest xanh thật lịch lãm, có cài thêm khăn và hoa hồng trước ngực và cả nơ nữa chứ. Hoa hồng. Tháp bánh gato sẽ có hình trái tim nhé. Thêm cả tháp rượu vang đỏ nữa. Và chú rể Ken mãi mãi hạnh phúc.